Đối với PLC Mitsubishi, ví dụ như ở đây mình sử dụng PLC FX3U chẳng hạn, thì trên thân của PLC sẽ có switch on-off. Khi bật thì đèn run chuyển sang trạng thái on. Còn khi tắt thì đèn run chuyển sang trạng thái off. Cộng nạp chương trình từ máy tính xuống PLC sử dụng dạng cộng tròn. Và cáp chuyên dụng để kết nối PLC với máy tính. Chúng ta cắm đầu tròn vào PLC. Đầu còn lại cắm vào cổng USB của máy tính. Nguồn cấp cho PLC, chân L và chân N đại diện cho nguồn 220V AC và chân nối đất. Nguồn cấp cho PLC có thể là một chiều hoặc xoay chiều, tùy thuộc vào má PLC mà bạn đang sử dụng. Ở đây mình dùng PLC có nguồn cấp là xoay chiều 220V. Chân SS là chân đấu chung của đầu vào input. Chân này quyết định bạn đấu kiểu sinh hay kiểu short. Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về chân SS này ở phần sau. PLC còn có chức năng rút nguồn một chiều 24V DC ở chân 0V và chân 24V. Tức là PLC có thể tự tạo nguồn một chiều để mà dùng cho bản thân nó. Tiếp đến chúng ta có các chân đầu vào từ X0 đến XN tùy thuộc vào dòng PLC mà bạn đang sử dụng. Ví dụ như con PLC này thì chúng ta có 8 đầu vào từ X0 đến X7. Đối với chân đầu ra của PLC, chúng ta có Y0 đi kèm với COM0, Y1 đi kèm với COM1. Tương tự chúng ta có các chân đầu ra tùy thuộc vào dòng PLC mà bạn đang sử dụng. Đối với con PLC này thì chúng ta có 8 đầu ra từ Y0 đến Y7. Để đơn giản hóa PLC một cách dễ hiểu hơn, mình sẽ vẽ PLC theo hình khối sau. Trước hết chúng ta sẽ làm việc với tín hiệu đầu vào. Chúng ta có nguồn cấp PLC, nguồn 24V DC do PLC tự sinh ra, chân chung cho các tín hiệu đầu vào và các đầu vào tương ứng. Nguồn 220V cấp cho chân nguồn PLC nếu bạn đang sử dụng PLC dạng nguồn cấp là 220V. Nếu PLC bạn đang sử dụng là 24V thì sử dụng bộ nguồn một chiều 24V để cấp cho PLC. Đối với kiểu đấu sinh, tức là dương chung kích âm, đây là chân chung cho tín hiệu đầu vào của PLC. Kiểu đấu sinh thì chúng ta sẽ cấp chân dương 24V cho chân chung SS. Chân 0V sẽ nối đến các tín hiệu đầu vào. Cách đấu này bạn đang sử dụng nguồn 24V tự sinh của PLC. Nếu bạn không muốn sử dụng nguồn của PLC, thì bạn có thể sử dụng một bộ nguồn 24V bên ngoài. Rồi chân dương nối với chân SS của PLC, còn chân 0V của bộ nguồn thì nối với các cái tín hiệu đầu vào của PLC. Lúc này chúng ta không cần nguồn tự sinh của PLC nữa. Đối với kiểu đấu dạng short, tức là âm chung kích dương, thì chân 0V sẽ được nối với chân chung SS của PLC. Chân dương 24V sẽ đấu vào các tín hiệu đầu vào của PLC. Chúng ta hay gặp kiểu đấu dạng short trong các ứng dụng thông thường, bởi vì kiểu đấu dạng short có độ tin cậy lớn hơn, tránh tác động nhầm. Còn đối với các môi trường mà dễ cháy nổ, như là hầm mỏ, thì người ta hay dùng kiểu đấu dạng sinh. Tại sao kiểu đấu dạng sinh lại dùng nhiều trong các môi trường dễ cháy nổ? Bạn hãy trả lời câu hỏi ở phần bình luận của video hoặc trong nhóm Zalo lớp học nhé. Bởi vì dạng đấu nối dạng short hay sử dụng nhiều hơn, nên trong bài học này thì chúng ta sẽ chủ yếu nghiên cứu về dạng đấu nối dạng short. Đây là nút nhấn thường hự. Ở trạng thái bình thường thì tiếp điểm thường hự không cho dòng điện đi qua. Khi chúng ta nhấn nút thì tiếp điểm ngắn mạch cho dòng điện đi qua.
còn đây là nút nhấn thường đóng. Ở trạng thái bình thường thì tiếp điểm đóng cho dòng điện đi qua. Khi chúng ta nhấn nút thì tiếp điểm hở mạch không cho dòng điện đi qua. Đối với kiểu đấu dạng short thì chân 0V được nối với chân trung SS. Chúng ta sẽ nối dây từ 24V đến một đầu của nút nhấn. Đầu còn lại của nút nhấn chúng ta nối vào trần tín hiệu X0. Ở trạng thái bình thường thì nút nhấn hở mạch, do đó tín hiệu X0 bằng 0, đèn trạng thái X0 tắt. Khi nhấn nút thì nút nhấn chuyển sang trạng thái ngắn mạch cho dòng điện đi qua. Nguồn điện từ chân 24V đi qua nút nhấn và đi vào trần tín hiệu X0. Lúc này X0 chuyển sang trạng thái 1, đèn trạng thái X0 sáng. Khi thả nút nhấn ra thì nguồn điện tắt, X0 bằng 0. Đối với nút nhấn thường đóng, chúng ta nối nguồn 24V vào một đầu của nút nhấn và đầu còn lại của nút nhấn thì chúng ta nối với chân tín hiệu X0. Ở trạng thái bình thường, nút nhấn cho dòng điện đi qua, do đó nguồn điện từ chân 24V sẽ đi qua nút nhấn và đi vào chân tín hiệu X0. Lúc này đèn X0 sáng. Khi chúng ta nhấn nút thì nút nhấn sẽ chuyển qua trạng thái hở mạch, không cho dòng điện đi qua, chân tín hiệu X0 bằng 0. Khi thả nút nhấn thì đèn X0 lại sáng vì nút nhấn cho dòng điện đi qua. Đối với tín hiệu đầu ra output, chúng ta có chân Y0 ứng với COM0, Y1 ứng với COM1. Tương tự chúng ta có các chân đầu ra khác. Chúng ta cũng đơn giản hóa PLC thành một hình khối như thế này. Bởi vì các chân đầu ra tương tự nhau, do đó mình sẽ lấy đại diện một chân Y0 và chân COM0 tương ứng. Trước hết chúng ta sẽ làm việc với loại PLC có chữ R, tức là PLC có đầu ra dạng R le. Loại PLC này thì có thể đấu nối điện áp xoay chiều 220V, hoặc bạn cũng có thể đấu nối điện áp một chiều 24V. Còn đối với loại PLC có chữ T, tức là đầu ra dạng transistor, thì bắt buộc chúng ta phải đấu nối với nguồn một chiều. Loại này cũng có loại đấu nối kiểu sinh và đấu nối kiểu short, tùy thuộc vào loại PLC mà bạn đang sử dụng. Nếu PLC có chữ S thì là đầu ra đấu nối kiểu short, còn không có chữ S thì là đầu ra đấu nối kiểu sinh. Đối với đầu ra đấu nối kiểu sinh thì dương nguồn sẽ nối vào tại và từ tại sẽ đi vào chân tín hiệu đầu ra Y0, còn chân COM của PLC sẽ được nối với âm nguồn. Ngược lại đối với đấu nối kiểu short thì âm nguồn sẽ được nối với tại, rồi từ tại nối vào chân tín hiệu đầu ra Y, còn chân COM sẽ được nối với dương nguồn. Điểm khác biệt giữa hai kiểu đấu nối được biểu thị như trên. Vậy câu hỏi của chúng ta là tại sao người ta lại phân ra hai loại, đó chính là đấu nối kiểu sinh và đấu nối kiểu short, và ưu nhược điểm của nó như thế nào? Bạn hãy trả lời câu hỏi ở phần bình luận video hoặc là trong nhóm Zalo lớp học nhé. Ngoài ra các bạn lưu ý một chút là chân COM của đấu nối kiểu short được ký hiệu là cộng V. Trên đây là cách đấu nối vào RAM của PLC Mitsubishi FX. Hãy cho mình một like để mình có động lực làm bài học tiếp theo nhé. Xin gửi lời cảm ơn từ Ngọc Automation. Hẹn gặp bạn trong bài học tiếp theo.